Đến thăm gia đình ông Võ Tấn, một cựu thanh niên xung phong chiến đấu tại chiến trường Campuchia năm xưa. Trong không khí ấm tình đồng đội, các cựu thanh niên xung phong đã cùng nhau hát những bài hát về Bác, về Đảng và về Trường Sơn, ôn lại những kỷ niệm hào hùng thời tuổi trẻ và kể cho nhau nghe những nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Nói chung với lại mấy cô là thân thương từ xưa tới giờ, từ hồi nào Campuchia rồi nào cũng đều là anh em với nhau hết. Thế hội thỉnh thoảng đến thăm, thế đi lại thì chỉ có mấy anh em, cho nên thỉnh thoảng đến thăm trò chuyện với nhau. Đó là những niềm vui ăn ngủi cho tôi thôi. Tại vì anh em đã từng chiến đấu rồi, cho nên bây giờ mình còn sống tốt được, mình tâm tư với nhau được, đó là những vui nhất của tôi. Hội cựu thanh niên xung phong có hơn 1.300 hội viên, đa phần đều đã tuổi cao, sức yếu. Thời gian qua, nhiều hoạt động chung sức chăm lo cho đời sống vật chất và tinh thần cho các cựu thanh niên xung phong được triển khai, như hỗ trợ hội viên ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn, thương bệnh binh, gia đình chính sách, thông qua chương trình xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội, giúp đỡ nhiều cựu thanh niên xung phong gặp khó khăn về nhà ở và những vấn đề khác. Những anh chị mà đã là chủ tịch của đại diện cho các xã đó, thì rất là đi đánh thăm hậu viên, ví dụ như là những ngày lễ, ngày Tết hoặc là ngày đau ốm đó là được mình tin à, chị A, chị B, chị Đa đó chị, anh ấy là cũng thứ nhất đó là trích cái quỹ, mà thứ hai nữa là cá nhân. Một năm là cũng có quỹ hoạt động được 1 triệu, cho nên cũng sức ra để động viên kịp thời cho những anh chị mà đa ốm đột xuất. Cho nên là nói về cái chỗ thanh niên xung phong mới là... Chiến tranh đã đi qua, đại bộ phận cựu thanh niên xung phong trở về cuộc sống đời thường, nhưng vẫn giữ nguyên ý chí, bản lĩnh của những người lính bộ đội Cụ Hồ, phấn đấu chăm lo cho cuộc sống gia đình và tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Với tinh thần đồng đội, đồng chí, các cựu thanh niên xung phong luôn nỗ lực cùng nhau động viên, giúp đỡ những đồng đội gặp khó khăn, phát huy được phẩm chất của cựu thanh niên xung phong, tuổi trẻ xông pha, tuổi già mẫu mực, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội của địa phương.